Đây, hôm nay cả nhà đi chơi, cả nhà sẽ đến cái chỗ mà sân golf này, Inside Door Golf. Chỗ này rất là có tiếng ở Michigan nhá. Vô đó mình quay cho mọi người xem. Ở đây mình thấy mấy người Mỹ người ta đi vào đây chơi rất là nhiều. Đây mình bước vào cửa thì người ta rất là đông, mình thấy người ta rất là đông. Ta đang chờ để mà mua vé để mà vào chơi, người ta dẫn con nít vào chơi cũng rất nhiều. Mình quay xung quanh đây cho mọi người xem nhé. Ở đây nó cũng bán đồ ăn rất nhiều. Mình có bar để nó bán mấy cái áo quần để mà chơi golf. Mình đứng ở trên cái tầng thấp xong rồi người ta sẽ đánh băng xuống dưới. Để con mình tới hỏi để mà mua cái vé ra chơi golf. Có tầng hai nữa nha. Mình quay tầng hai cho mọi người xem này. Đây. Mình đã đăng ký rồi, người ta nói cỡ một tiếng nữa thì người ta sẽ cho mình biết. Đây người ta chơi rất đông. Hai mẹ con đang đo trong lúc chờ đợi để mà người ta gọi chơi golf thì kêu cái gì nhẹ nhẹ anh đây. Vào đây thì mình thấy cũng rất là vui vì mùa đông nó thì vào một cái chỗ inside door để mà chơi thôi, nhưng còn không ở ngoài lạnh lắm. Còn lẽ mình rất là ngon nè. Cánh gà ngon không con? Ngon. Ăn cho no rồi đi ra chơi chơi golf đúng không? Ừ. Đi học. Thử với ba chơi. À, nó đi vào đây nó thích lắm. Vào chơi golf nè, ăn được cánh gà ngon nữa nè, có gì bằng nữa đúng không? Cả mấy người này là người ta cũng đang chờ tới phiên để chơi golf giống như mình. Nhiều người người ta mang những cái đồ golf của người ta đến đây để chơi luôn, còn mình thì mình mướt. Đây người ta cũng cho thuê mấy cái này để mà chơi. Mấy người này thì có kinh nghiệm rồi nên người ta mang theo của người ta.
mọi người biết hiện tại cái khí hậu ở ngoài rất lạnh, nó chỉ có mười mấy độ F thôi, cho nên phải mang áo lạnh với đội mũ. Con mình nó rất khoái chơi cái món này. Chơi rất là vui. Ở đây cũng là cái bảng để cho mình tính điểm này, thấy không? Đó, rồi mấy cái đồ này nó có sẵn cho mình hết. Một tiếng của nó chỉ có ba mươi mấy đô thôi. Xung quanh đây là người ta dựng hàng rào có lưới, banh nó không có lọt ra được. Ở đây mà mùa hè thì chơi rất là vui, mình thấy rất là đông người chơi. Phải xếp hàng nữa mới có chỗ. Đang ở trên lầu 2, nó có hai tầng để chơi golf. Xung quanh đây là rừng núi ngoại ô hết. Đó, thấy cây cỏ không? Tuyết trắng phủ hết rồi. Mọi người thấy xe của người ta tới chơi đông không? Đó. Bữa nay là thứ hai ngày lễ. Đây, cái này là bánh nha, bánh donut. Vừa chơi vừa ăn. Rồi, cả nhà mới chơi golf xong. Cảm ơn mọi người xem kênh Hoàng Family TV nha. Thế kìa, thì nói gì không? Thì nói gì không? Không. Hôm nay con chơi có vui không? Vui lắm. À, thích không? Rồi, con chào mọi người nè, nói với mọi người sao? Like, remember like, share, subscribe to the video. Ok, bye bye mọi người nha.